Trở lại bản tin ngắn. Một cái báo cáo mới đây cho thấy FBI đã sử dụng công cụ giám sát gây tranh cãi trên trường viện. Một thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ và một số quan chức của tiểu bang khiến cái dư luận lo ngại về phần lạm dụng 7-2 của đạo luật giám sát trình báo của Hoa Kỳ FISA. Phần 7-2 cho phép giám sát không cần lệnh đối với người nước ngoài ở nước ngoài, nhưng đã bị chỉ trích vì tiềm ẩn nguy cơ giám sát trái phép với người dân của Hoa Kỳ chúng ta. Trừ theo một bản công báo của cơ quan ACLU, chúng ta thấy phần lạm dụng 7-2 chỉ không nhắm vào người nước ngoài dự kiến mà có ảnh hưởng trực tiếp đến người Mỹ, người nhập cư và những người không có liên quan đến tội phạm. Tuy nhiên, FBI đã tiến hành cải cách sau khi phát hiện vi phạm, song điều này không bảo đảm hoàn toàn tuân thủ theo cách áp dụng tiêu chuẩn truy vấn. Điều này đặt ra câu hỏi về sự đáng tin cậy của cơ quan an ninh trong việc bảo vệ quyền tự do và quyền riêng tư của người dân. Cái phần lạm dụng 7-2 đã tạo nên một sự không đồng tình giữa các dân biểu để gia hạn tiếp theo cho một 7-2. Có những người ủng hộ việc gia hạn, có những người không ủng hộ việc gia hạn. Trong đó chẳng hạn như một số cái nhân vật ủng hộ và không ủng hộ. Đảng Cộng Hòa trưởng bang Florida, đó là Matt Gaetz, đã đề xuất một nghị quyết ủng hộ cho phép cho biện pháp hết hiệu lực đúng hạn. Việc lạm dụng phần 7-2 của FISA liên tục làm nổi bật cái xu hướng đáng lo ngại của chính phủ liên bang trở thành một công cụ chống lại dân chúng của nó. Việc lạm dụng trắng trợn cái quyền lực giám sát không cần lệnh nhắm vào giao tiếp của người Mỹ không thể được chấp nhận hoặc tái cấp phép. Chúng ta phải bảo vệ an ninh quốc gia mà không đánh đổi cái quyền tự do hiến pháp của người dân Mỹ, ông Gates nói. Trong khi đó thì Christopher Wray, giám đốc FBI, đã nói năm 2023 xác nhận sự cải thiện đáng kể trong việc truy vấn phần 7-2 của FBI. Kể từ khi triển khai những cải cách quan trọng của chúng tôi, phần 7-2 rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại kẻ thù nước ngoài. Chúng tôi coi việc bảo vệ an ninh quốc gia là một cách nghiêm túc. Nhưng mà trên thực tế, vào tháng 5 của 2023, một bản ghi danh của FISA đã phát hiện FBI đã sử dụng 7-2 trái phép hơn 278.000 lần. Cơ sở dữ liệu này là một thư viện thông tin rộng lớn mà cộng đồng tình báo đã sử dụng để thông báo về tình báo nước ngoài. Tuy nhiên, họ có thể truy cập trong những trường hợp an ninh giới hạn. Và đó là gì? Và đó là chương trình của tin ngắn để chúng ta tiếp tục thấy lý do mà tại sao một số dân biểu của Mỹ đó giống như là ở cái record, một cái vụ án, nó cho những cái thông tin như vậy để chúng ta thấy họ đã lạm dụng như thế nào cái FISA. Và chúng ta vẫn tiếp tục cập nhật chỉ vì một số cái bản tin mới tiếp theo. Chào tạm biệt.